Tiếp theo xin được mời thí sinh Huỳnh Văn Được, số báo danh 466. Huỳnh Được xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, các anh chị và các bạn thí sinh gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Huỳnh Được sinh năm 1980, xin được dự thi bài hát Tình Nghèo Có Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Cảm ơn thí sinh Huỳnh Văn Được, số báo danh 466.